ngồi xuống mau lên đi. Ai sợ và bỏ chạy trước sẽ là người thua cuộc. Tất nhiên là như vậy rồi. Bây giờ hãy bắt đầu thôi nào. Tụi mình sẽ lần lượt kể chuyện kinh dị nha. Miên Chi à, bạn kể trước đi. Cái gì chứ, là mình trước hả? Nhưng mà mình thật sự sợ ma lắm. Cũng phải ha, bạn ấy thậm chí còn không dám xem bộ phim Ghostbump nữa mà. Vậy Dan ghi kể trước ha. Mình nghe nhiều người đã đồn rằng trường của tụi mình trước đây từng là một nghĩa trang. Có lần có một hồn ma hóa thành một học sinh đến trường giống như các học sinh khác. Đừng kể nữa, đừng kể nữa. Ê, trường học nào mà chẳng có lời đồn như vậy chứ. Đúng vậy, cũng giống như chuyện con ma đưa giấy trong nhà vệ sinh thôi. Toàn là hư cấu thôi. Thôi được rồi, để mình kể cho nghe nè. Đây là một câu chuyện thật sự đã xảy ra với mẹ của mình. Là chuyện thật sao? Câu chuyện kể kỳ lạ. Đó là một sự kiện kỳ lạ mới xảy ra gần đây. Con lạy Thiên Chúa, xin Ngài hãy đáp ứng lời cầu xin của con chiên của người. Amen. Đây sẽ là lần cuối cùng. Ôi, thế nào là tôi cầu. Xin hãy vui lòng chấp thuận lời cầu xin nhỏ nhoi này của con. Xin hãy giúp cho chồng con mau chóng được thăng chức. Ala. Nếu vị thần thánh nào em cũng thờ lại như vậy hết thì biết ai sẽ nghe em. Bộ anh tưởng em thích làm mấy cái việc này lắm hả? Nếu anh tự thăng chức được thì em đã không cần phải làm như vậy rồi. Được rồi, em dừng lại đi, anh phải đi làm đây. Mình à, hãy nhớ cầu xin cả tổ tiên chúng ta nữa đó, nghe chưa? Lạy Đức Phật, lạy Thiên Chúa, lạy Khổng Tử, lạy Thánh A-la, lạy các tổ tiên. Alo. Ôi trời ơi, chắc là ngày mai mẹ mới bắt đầu cầu nguyện tiếp được. Cả người mẹ đã mệt lả luôn rồi. Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật nhưng sao ba đi đâu sớm quá vậy mẹ? Vì hôm nay có lễ cúng theo mùa mà. Lễ cúng theo mùa hả? Là cúng tổ tiên. Và những người tham dự là những người nam trong họ hàng đó. Cúng tổ tiên? Lẽ ra là ba phải dẫn con đi. Bởi vì con sẽ được ăn biết bao nhiêu là đồ ăn ngon mà. Là một con mèo. Không dễ thương quá. Mèo con ơi, đừng sợ chị mà. Mẹ ơi, mẹ mau tới đây đi. Thôi đúng thiệt là. Mèo con ơi, đừng có chạy mà. Nhìn mẹ có vẻ đáng sợ như vậy thôi, nhưng mẹ không có cắn đâu. Nó cảm nhận được sao? Mẹ vừa mới nói gì vậy? Mẹ đâu có nói cái gì đâu con. Chúng ta đi thôi. Ôi trời ơi, sao mẹ chóng mặt quá. Cha Đu à, con đi cất mấy cái thứ này giúp mẹ có được hay không? Dạ, để con cất cho. Mẹ phải vào trong nằm nghỉ một chút đây. Ôi trời ơi. Mà cũng lạ thiệt, hôm nay có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Ôi trời ơi, mình còn phải nấu bữa trưa cho cả nhà ăn nữa. Nhưng sao hôm nay mình thấy mệt quá. Cha Đu. Cô là ai vậy hả? Cái gì hả? Ta là chủ của nơi này. Không phải sáng nay cô đã lạy tất cả các vị thần thánh hay sao chứ? Cũng chính nhờ như vậy mà cuối cùng ta thoát ra được rồi. Ta cảm ơn cô. Sao cô nói cái gì? Ôi, thần thánh ơi, sao mua toàn đồ rẻ tiền không vậy? Từ giờ trở đi ta sẽ chiếm thân xác của cô và sống tại đây. Để coi nào. Nó đây rồi. Gì hả? Cô đi làm cái gì vậy hả? Cái đó tôi để dành để xài dịp đặc biệt đó. Cái cô này. Thử một chút coi. Ta thấy có thể trở lại cuộc sống. Mấy cái chai đó tôi trả góp tới giờ vẫn còn chưa xong nữa. Sao cô dám đánh ta hả? Tới đây đi, con ma vừa bận kìa.
Dạ, mẹ ơi, mẹ dám coi thường lời tôi nói. Cái con ma dơ bẩn kìa, tôi sẽ cho cô biết tay. Đừng không giỡn mặt với tôi. Ôn cha đu ạ. Ôi trời. Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ làm cho con lo lắm đó. Xin lỗi đã làm con lo lắng. Chắc có lẽ là do mẹ gặp ác mộng. Con đừng lo lắng cho mẹ mà. Không biết ta có nên hù con bé này không ta? Ghê tông à, bà tới rồi đây nè, ghê tông. Là ai vậy chứ? Để con ra coi thử. Cái con bé này. Dạ con xin lỗi bà, nhưng ở đây không có ai tên là ghê tông. Con nghĩ chắc là bà đã đến nhầm nhà rồi. Là con hả ghê tông? Nhìn con lớn chưa kìa. Ôi trời ơi, cháu yêu của bà. Dạ thưa bà, có lẽ bà đã vào lầm nhà rồi ạ. Cha đâu à, con hãy đóng cửa rồi vào nhà đi con. Ôi trời ơi, thì ra con là một đứa con gái hả? Mẹ ơi, hôm nay con thấy mẹ cư xử lạ lắm. Bình thường mỗi khi gặp bất cứ người nào đã lớn tuổi, mẹ luôn chào hỏi và giúp đỡ cho họ mà. Sao tự nhiên con bé để ý kỹ dữ vậy? Nhưng mà bà ơi bà, không biết bà có ghi lại địa chỉ nhà hay không? Ôi trời ơi, cháu gái này ngoan quá. Ba mẹ dạy con rất tốt. Nhưng thật tiếc là giá như xinh đẹp hơn xíu nữa thì tốt biết mấy. Con nghe thấy hết rồi đó nha. Địa chỉ đây nè. Con biết rồi bà ơi, nhà này ở phía đằng kia kìa. Thì ra là vậy. Bà xin lỗi vì đã làm phiền con hen. Vậy là đủ phiền rồi. Mẹ không thể tin là mình đang làm việc này. Cơm đây nè. Hả? Ăn nhanh lên rồi đi về đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Dạ con xin lỗi bà, vì hôm nay mẹ của con không được khỏe. Không sao, không sao. Tôi thì rằng tôi không phải là khách đó, nhưng mà nhìn thử thức ăn chị dọn lên coi, không có chút thịt cá nào hết trơn. Như vậy thì làm sao mà tôi ăn nổi chứ. Bà nói ăn không nổi mà ăn hết sạch thức ăn luôn. Thôi tôi đi đây, cảm ơn nhiều vì đã cho bà ăn nghe. Dạ con tạm biệt bà. Bây giờ mẹ về phòng nằm nghỉ đây. Khi nào bà ta đi thì con nhớ khóa cổng đó. Dạ được. Ra khỏi người con ta, linh hồn xấu xa kìa. Mình đã biết bà ta không phải là người bình thường mà. Hả? Mẹ ơi, bà ơi, hai người đang làm gì vậy? Bà cũng chỉ là một bà già tàn tạ thôi. Hãy lập tức quay về nơi của người mau. Ôi, xạo quá đây. Đúng là dơ dẫn mà. Im lặng và nghe tiếp đi. Đây là sự thật, là chuyện thật. Được. Linh hồn xấu xa, nhớ đừng bao giờ quay trở lại đây nữa đâu. Hiểu gì sao bà không thích mấy món ăn đó rồi? Sao bà làm như vậy chứ? Hôm nay mẹ con không được khỏe đó. Đúng là con rất thương mẹ của con. Hiện giờ cô thấy trong người mình còn nặng không? Dạ con thấy người của con nhẹ tựa lông gà. Con đã khỏe lại rồi bà ơi. Con không nhớ bà đã làm gì, nhưng con cảm ơn bà nhiều lắm. Không có gì à, thôi bà đi đây. Nhưng nhớ là hãy đối xử tốt với ghê tông nghe chưa? Nhưng mà con không biết ghê tông là ai hết. Khi người lớn nói làm gì thì con chỉ gật đầu và trả lời dạ thôi. Dạ, con biết rồi thưa bà. Bà cụ đó đúng là kỳ lạ ghê mẹ không? Đúng như vậy. Sao? Em nói cái gì? Bà cụ kỳ lạ đó hỏi gì ghê tông thiệt sao? Không lẽ ba biết ghê tông là ai hả ba? Hồi lúc còn nhỏ, ba hay được mọi người trong nhà gọi là ghê tông á. Và chính bà nội là người đã đặt cho ba cái tên đó. Vậy có nghĩa là bà cụ đó chính là... Hãy nhớ đối xử tốt với ghê tông nghe chưa? Vậy nghĩa là bà cụ đó chính là bà cố của bạn hả? Đúng vậy. Và bà cố của bạn đến để đuổi hồn ma ra khỏi người mẹ của bạn đó sao? Đúng là như vậy. Mọi người trong gia đình mình ai cũng đều tin như vậy hết. Nếu chuyện đó là có thật thì trên đời này ma là có thật đúng chứ? Thôi đi, bạn nói cái gì vậy? Ma làm gì mà có thật chứ? Yeah.
làm mình sợ mất hồn luôn à. Ủa, đem gì đâu mất rồi? Mình tưởng bạn ấy chạy ngay phía sau mình chứ. Nè các bạn. Hả? Đang gì à? Các bạn xong rồi hả? Mình ngồi đây đợi các bạn lâu lắm rồi. Từ trước tới giờ mình thật sự không dám ra ngoài vào ban đêm luôn á. Bạn nói gì vậy? Bạn ngồi với tụi mình suốt buổi tối luôn mà. Do mình đến hơi trễ nên mình ngồi ở ngoài đây chờ các bạn từ nãy giờ á. Các bạn ơi, mau tới đây xem đi. Những dấu chân đi vào trong rừng đã cho thấy chỉ có ba người mà thôi. Vậy có nghĩa là người ngồi chung với chúng ta không phải là đến đây. Trường của tụi mình trước đây từng là một nghĩa trang. Có lần một hồn ma hóa thành một học sinh và đến trường giống như các học sinh khác. Ghê chưa? Kế hoạch của Cha Đu. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Bi đang ngủ, con nói nhỏ chút có được không? Mẹ đã nói là con phải rót ra ly rồi mới được uống kia mà. Con quên mất, nhưng mẹ đâu cần mạnh tay gì đâu. Có ai ở nhà không? Chào anh tới có việc gì hay không? Cái này là của Cha Đu phải không? Dạ. Hồi nãy con bé chơi bóng chày với các bạn, nó đánh bóng qua làm bể cửa sổ nhà tôi nữa rồi. Anh cho tôi xin lỗi. Mình gặp rắc rối lớn rồi. Con mau ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, con không có ý làm như vậy đâu. Cây đập đùi ở đây đâu mất tiêu rồi. Con đã giấu kỹ rồi, mẹ sẽ không thể nào tìm được. Gàn quá ha, hôm nay con còn dám bày trò thách thức mẹ nữa hả? Nếu không lập tức mở cửa ra, con sẽ gặp phiền phức đó, nghe chưa? Con sẽ không bao giờ mở cửa ra. Đã câu được một con cá lớn. Cái chùa nè, dám quậy hả? Con gái con đứa gì mà kỳ vậy? Hôm nay bạn mang theo cái gì để ăn trưa vậy? Mình có hamburger và khoai tây chiên. Tự nhiên mình có linh cảm không được tốt cho lắm. Cha Đu à, bạn làm sao vậy? Mình không có bữa trưa. Làm sao đây? Chắc hôm nay mẹ bạn bận quá nên quên á. Không phải đâu, mình chắc chắn là mẹ của mình cố ý. Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, chị Cha Đu lại quên mang theo bữa trưa nữa rồi. Cha Đu à, mình chắc chắn là bác gái không cố ý làm vậy đâu. Cha Đu không ngoan nên không có bữa trưa. Bạn mới nói gì hả? Thì bạn luôn là đứa gây ra mọi rắc rối mà, không phải sao? Nhưng những lần đó có phải do Cha Đu cố ý đâu. Cho nên mới nói đó là vấn đề của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy không cố tình nhưng vẫn gây ra rắc rối. Bữa trưa của mình còn chưa được ăn một miếng nào luôn à.
mình sẽ cho bạn thấy đứa trẻ không ngoan là như thế nào. Cha đưa à, vui lên đi, nhìn mặt sợ quá. Mọi người nè, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa. Ở tuổi của tụi mình không thể làm gì khác hơn được đâu. Nhưng mà tại sao lúc nào mẹ của mình cũng muốn đánh mình chứ? Theo mình nghĩ đó là vì chúng ta. Mọi người đừng có nhìn mình, mình ngại lắm. Bị nhìn chằm chằm mình rất là xấu hổ, mình không có nói được. Thôi khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ mình phải làm sao để có thể đấu được với mẹ đây? Nghe cách của mình thử nha. Bạn cứ đem giấu hết roi mây hay thước cây của mẹ bạn đi. Vậy là bạn không biết về mẹ của mình rồi. Mẹ của mình cực kỳ lợi hại. Bất cứ thứ gì ở trong nhà rơi vào tay của mẹ mình đều có thể biến thành vũ khí được. À, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng này nè. Các bạn nghe thử coi có được không nha. Tất cả tập trung lại đây hết đi. Bạn nói cái gì? Các bạn nghĩ sao? Nhưng mà có chắc là ổn không vợ? À, mình sực nhớ là chưa làm bài nên mình đi trước nha. Bạn nói gì? Trong lúc quan trọng như vậy mà dám bỏ chạy một mình nữa. Mình không có ý đó đâu. Nhưng nếu không làm bài tập thì mẹ mình sẽ đánh đòn mình đó. Như bạn là cái đồ nhát gan. Bạn nghĩ là bài tập của bạn quan trọng hơn việc giúp đỡ bạn bè đang gặp rắc rối hay sao hả? Được rồi, mình sẽ giúp mà. Bạn đã hứa rồi đó nha. Mọi người nghe đây, bắt đầu kế hoạch thôi. Mẹ ơi, con nghĩ ba bị đói lắm rồi đó. Chị của con vẫn còn chưa về nữa sao? Dạ chưa, chị vẫn chưa về nữa. Ôi trời ơi, nếu có con bé ở nhà giúp một tay thì đỡ biết mấy. Alo, alo tôi nghe. Đây có phải là nhà hàng Trung Hoa không vậy? Bạn ấy vô dụng quá đi, không giúp được gì hết. Giờ tới lượt Dangri đó, trông cậy hết vào bạn. Hey, thấy sao cũng không tệ đúng không? Cô đã bắt cóc Choi Chadu. Nếu muốn cứu cô bé thì 5 giờ chiều hãy tới trường học gặp má. Xin hỏi ai gọi đó? Hãy nói gì đi, kỳ cục quá. Minh Chi à, bạn thấy giống thật chưa? Giống lắm, y như bạn đang bị bắt cóc thiệt vậy á. Sẽ thành công có đúng không? Nhưng mà các bạn có nghĩ chúng ta đã đi quá xa không? Vấn đề là sau việc này bà ấy sẽ nhận ra Chadu quý giá như thế nào? Có thật là Chadu không gặp rắc rối với mẹ nữa không? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như chúng ta dự tính, bác ấy sẽ để cho Chadu tự do làm những gì bạn ấy thích. À, mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn nha. Tất cả đều là nhờ có các bạn đó. Mình đoán là Chadu có thể thắng được mẹ trong trận chiến này đó. Vậy thì bây giờ tụi mình về nhà được rồi, đúng không? Ừ, các bạn về đi. Chadu à, mình mong là bạn sẽ thành công. Cố lên. Cảm ơn bạn. Tạm biệt. Chưa Dân à, cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì, đây cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ thôi mà. Mong là chuyện này sẽ thành công. Có lẽ bây giờ mẹ của mình đang... Chadu ơi, Chadu ơi, con đang ở đâu? Tôi tìm được đứa con gái bé mộng nha.
Sao mà mẹ vẫn chưa tới nữa? Mình lại gây rắc rối rồi. Sao giờ này con còn chưa về nhà nữa con gái? Trời cha đu! Con đi đâu mà đến tận giờ mới chịu mò về nhà vậy? Hả? Mẹ đã nói là con phải về nhà sớm phụ mẹ có em rồi mà. Sorry, anh về rồi, cha đu ơi, ba về rồi nè. Hôn anh một cái đi bé yêu à. Em đã kêu anh phải về nhà sớm rồi mà. Tại sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Đã vậy còn uống tới say mấy tỷ nữa chứ. Hên hên quá đi. Mẹ mua đôi mới đi. Mua mới làm gì, chỉ cần may lại là được rồi. Thì mắc cổ với bạn bè lắm. Có ai mà nhìn dưới chân của con đâu chứ. Con ráng mang hết mùa đông này, năm sau mẹ mua vớ mới cho. Nhưng mà mẹ ơi, lũ một lỗ lớn luôn á. Đừng có mà càm đàm nữa, đi chỗ khác chơi. Thời buổi này ai mà mang vớ giá tùm lum đi ra đường chứ, người ta cười chết. Con phải nên cảm ơn mẹ vì ít ra con còn có vớ để mang. Mẹ còn phải lo rất nhiều thứ cho gia đình của chúng ta nữa. Với tiền lương ít ỏi của ba con thì đâu có đủ. Con hiểu chưa hả? Chắc chắn là ba của con phải vất vả lắm. Ý, cái con nhỏ này nói gì vậy? Chị ơi, hả? Sao ba vẫn chưa về nữa? Chị không biết, chắc có lẽ là ba đã uống rượu say rồi. Ê, em không nghĩ vậy. Hôm nay ba không uống rượu đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương, cho nên chắc chắn là ba của con đã đi uống rượu với đồng nghiệp rồi. Thôi chết rồi. Mình ơi. Hả? Mình làm gì ở đây vậy? Ba. Còn mình đang làm gì ngoài đây mà giờ không chịu về nhà hả mình? Thật ra là anh. Mình lại say xỉn đó phải không mình? Thật sự thì anh muốn đi về nhà sớm lắm. Nhưng mà sếp của anh có ép anh phải uống một vài ly á mà. Mình nghĩ là em khờ khạo sẽ tin mấy lời nói dối của mình hay sao? Lãnh tiền thưởng mùa đông rồi có phải không? Mau đưa cho em đi, nhanh lên. Xài hết rồi hả? Không không không, mà anh không dám đụng tới số tiền đó đâu mà. Vậy tiền thưởng mùa đông đâu rồi? Đưa em mau. Anh lỡ làm mất nó rồi. Cái ông này dám làm mất hả? Cuộc thi những giọng hát hay. Ôi trời ơi, em phải làm kim chi nhưng mà rau cải bây giờ mắc quá trời. Rồi còn phải thanh toán tiền ga, tiền điện, tiền nước nữa. Bây giờ chúng ta phải sống làm sao đây? Nhất định anh sẽ tìm cách giải quyết mà. Nên anh xin em đừng nói nữa. Hả? Là cậu? Phải, cả nhà đều ở nhà hết sao? Xin chào tất cả mọi người. Được. Em lên Seoul làm cái gì vậy? Chị ơi thôi mà, phải có chuyện gì mới thăm anh chị được hay sao? Có đúng như vậy không anh? Phải, chú nói đúng lắm. Em đói bụng quá. Chị ơi, có gì ăn không hả? Mà nhân tiện cũng nói luôn, em ở đây khoảng một tháng được chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ ai bị mất tiền hay sao? Ồn ào quá hả? Đúng thật là chị bị làm sao vậy hả? Em đã đến ăn bám nhà người ta rồi còn gây ồn ào nữa. Bây giờ em mau về quê đi. Chị ơi, hai chị em mình bao nhiêu lâu không gặp rồi mà. Ôi, làm ơn bỏ giọng điệu đó giùm tôi.
Nếu chị đối xử với em như vậy á, sau này chị sẽ phải hối hận đó. Còn lâu mới hối hận à. Nè, chị coi đi. Cuộc thi những giọng hát hay, giải thưởng cho người thắng là một bộ trắng ngàn won, và còn tặng thêm một lò sưởi cao cấp. Thôi đừng, mẹ xem, ở đâu vậy? Chị đã tin em chưa? Chị không nghĩ em sẽ chia giải thưởng này với chị hay sao? Em thực sự nghĩ mình sẽ chiến thắng hả? Dĩ nhiên là vậy rồi. Bài nhạc rock của em sẽ thắng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử một lần. Troy Shadow, Troy Mimi, Troy Shungi, tập hợp. Các con có muốn ăn ngon hay không? Trả lời. Dạ có. Các con có muốn sống trong ngôi nhà ấm áp không? Dạ có. Shadow, con có muốn mua vớ mới không? Dạ có. Nếu tất cả các con đều muốn như vậy thì các con nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi hát lần này. Bằng bất cứ giá nào cũng chiến thắng, dù khó khăn như thế nào cũng phải chiến thắng. Mục tiêu của các con là phải làm tốt nhất và giành chiến thắng. Có rõ chưa hả các con? Dạ. Là nhỏ quá, mẹ chưa nghe gì hết. Là lớn hơn nữa. Dạ. Ngẩng cao đầu lên coi Barbie. Còn Troy Shadow, hãy làm cho đúng coi. Chị ơi, có một chút nữa thôi, có được không? Troy Shadow, không được bỏ cuộc. Người tiếp theo. Ồ, có gì chứ, anh nữa hả? Ai cũng có thể làm được, hãy cố gắng lên, làm cho thật tốt vào. Làm cái gì vậy? Thí sinh màn số 8, Troy Hoa. Cái gì vậy? Tới lượt mình rồi hả? Ba ơi, hãy cố gắng lên. Ôi không, ba đã bị loại rồi. Hey, trời đất ơi, ba của các con không làm được trò trống dễ trơn à. Và sau đây là người tiếp theo, đó là thí sinh màn số 9, cô Nadia. Xin chào mọi người. Chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta là người sống chết cùng với nhạc rock. Thí sinh mang số 10, mời bước ra sân khấu. Sinh cuối cùng của chúng ta, các thí sinh này thật sự rất đáng yêu. Xin được giới thiệu, đây là nhóm ba chị em. Wow. Colin Shadow. Colin.
chuẩn bị nhé. Ok. Nếu như có thể giành được giải nhất thì chúng ta sẽ có thể ngủ trong một căn phòng thật là ấm áp và xem tivi. Không có ai hiểu được nhạc rock của mình hết trơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự làm bè mặt của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của anh. Nếu anh không làm mất tiền thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cắt điện rồi. Ai kéo chân tôi? Ai kéo chân tôi vậy? Còn ai vào đây nữa? Chính là ba con đó. Sao em nói anh làm chứ? Không phải anh đâu mà. Ôi trời đất ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Mình à, em có thể ngừng lại được không? Ôi trời, nó ở đâu vậy? Nó ở đâu? Em đang tìm cái gì vậy? Vẫn còn sớm lắm á. Ý nó phải ở đây chứ. Mình tìm thấy rồi. Sao nhìn nó như thế nào? Nhìn em có giống như hoa hậu Hàn Quốc hay không? Giống Nam Dương Hàn Quốc đúng hơn. Đi vui nha. Nhớ lo cho bọn trẻ đó. Em cảm thấy mình quên cái gì thì phải. Em đừng có lo lắng chuyện nhà cửa nữa. Cứ đi chơi vui vẻ. Trời ơi, em đã nói là em không đến đó để vui chơi rồi mà. Gặp lại sau nha. Nè nè nè, có chừng quá. Trời ơi, có bố à. Tôi thui vậy. Đã nói là trời còn tối, đừng có đeo kính mát rồi mà. Ôi trời ơi. Mẹ đi đâu sớm vậy ba? Không phải, ba mẹ không có đánh nhau đâu. Ba à, sao ba không học vài chiêu để tự vệ đi chứ? Ba đã nói rồi, không phải mà. Mà Chadu à, sao con lại dậy sớm quá vậy? Vì con cảm thấy quá phấn khích nên không thể nào ngủ tiếp được đó mà. Con cũng vậy hả? Ba ước gì họ tổ chức những thứ như thi nhảy hàng tuần thì tốt biết mấy ha. Ba có vẻ rất là vui khi mẹ đi vắng có đúng không? Thôi đi con gái, đừng có gài ba nha. Con cũng nói mình phấn khích mà. Bởi vì hôm nay là ngày trường con đi dã ngoại. Chuyến dã ngoại thảm thương. Barbie cũng đi dã ngoại hả? Dạ. Trường mẫu giáo của Barbie đi dã ngoại. Mẹ đã nói là mẹ rất vui vì nó cũng được tổ chức cả ngày. Thật vui quá. Ba cũng ước là mình có thể nghỉ làm và được đi dã ngoại. Vậy ba đi chung với tụi con đi nha. Ba ba cũng muốn lắm. Alo, alo. Những ai tham gia cuộc thi nhảy dành cho các bà nội trợ chú ý. Chúng ta sẽ khởi hành ngay. Ôi, xin vui lòng lên mình xe. Chắc chắn là mình đã quên cái thứ gì đó. Ôi, chị Nam Thi An. Hôm nay nhìn chị sành điệu quá trời. Ấy trời ơi, tôi biết mỗi khi tôi sửa soạn thì đều trở nên xinh đẹp. Sẽ làm sẵn cho tụi con vào buổi sáng mà ba. Hả? Kim bắp? Giống như hạt cơm cuốn trong rong biển á. Không lẽ? Không lẽ? Không lẽ? Mẹ đi thi mà quên làm kim bắp cho tụi con rồi sao? Trong dịch là kim bắp bất thình lình mở ra, đến khi trái tim cũng giới tung ra. Em xin hứa sẽ luôn bên anh. Không phải như vậy, không phải như vậy có đúng không? Tỉnh đi, đừng có khóc nữa. Không có kịp bắp thì không có nghĩa là chuyến dã ngoại sẽ bị hủy bỏ. Đừng có khóc nữa mà. Buổi dã ngoại ngày hôm nay không phải là buổi cuối cùng trong cuộc đời đâu. Được chưa hả? Dạ được. Làm tốt lắm, các em của chị. Điều này không thể.
thức. Kim bắp chính là điểm nhấn của các buổi dã ngoại. Ba không thể để các con đi mà không có kim bắp được. Ba ơi, các con ráng chờ ba một chút thôi, ba sẽ làm món kim bắp. Các con có chịu không? Wow, ba thật tuyệt vời. Mấy đứa à, có nghe chưa? Ba nói là ba sẽ làm món kim bắp. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy quên món đó luôn đi ha. Thì bây giờ hãy đi tìm một chút bánh gì đó đi. Em biết rồi. Rửa tay nào. Làm kim bắp cũng dễ thôi. Ba đã nói với các con là ba đã là đầu bếp trong thời gian nhập ngũ chưa? Ba từng phải làm 300 phần mì tương đen chỉ trong vòng 5 phút thôi đó. Coi nào, cái thau để đâu rồi ta? Sao không có đấy? Gì chứ, chỉ có rong biển thôi sao? Ngồi quá đi. Gì vậy, mẹ để chúng ở đâu vậy ta? Ở đây cũng không có nữa. Ê, cơm trắng. Không có gì hết. Dưới gầm giường cũng không có gì. Không tìm thấy nguyên liệu nào hết, không có gì hết. Ba không thể tin nổi mẹ con. Không có gì hết, không có bánh, cũng không có nước ngọt luôn. Lạ thiệt, nhưng mà sao con nói hôm qua mẹ đi chợ mua đủ hết rồi? Dạ đúng vậy, nhưng hình như là mẹ đã giấu hết mọi thứ rồi ba. Tại sao mẹ lại giấu chung chứ? Mẹ nói là sợ tụi con có thể ăn hết chung đó. Ba sẽ làm việc lại với mẹ về chuyện này. Quá. Anh ở đâu? Anh ở đâu trên thế gian này? Em ở đây đó anh. Nè chị Nahia nè, đủ rồi đó. Chị bị gì vậy hả? Mọi người muốn nghe tôi hát mà, có đúng không mọi người? Chị ơi, giờ sao đây? Hay là chúng ta bỏ buổi dã ngoại đi? Không được như vậy, chúng ta có thể mua đồ ăn vặt mang theo mà. Đúng rồi ha. Vậy thì chúng ta không cần tìm đồ ăn của mẹ nữa rồi. Được rồi, cha đu à, vô trong lấy ví của ba đem ra đây. Dạ. Cái gì vậy? Sao chỉ có nhiêu đây thôi? Tôi đến nó là để tôi trả mà. Chở tôi về đi, tôi sẽ trả gấp đôi. Thì ba có thẻ tín dụng mà đúng không? Thì thôi bỏ đi. Ba mà xài thẻ tín dụng, mẹ chắc chắn sẽ không tha cho ba đâu. Nè cha đu à, đi mua vài thứ gì đi ha. Nhiều đó làm sao mà đủ đủ. Thì con cứ mua được gì thì mua, không quan tâm hai em con sao? Chúng ta có nên đi dã ngoại không? Ba Bi ơi, hãy cầu cho trời mưa trước và xuất phát đi. Được rồi, chị đi liền đây. Ba đừng có làm nữa, chơi với con. Có lẽ nên có nhân gì đó thì ăn mới ngon. Để coi coi. Có đây rồi. Đây. Để coi. Ba chơi với con đi. Chơi với con đi mà ba. Con cầu xin trời hãy làm mưa ngay lập tức đi. Con cầu xin mà, con cầu xin mà, con cầu xin mà. Ôi trời ơi. Ba ơi, con chỉ mua được có nhiêu đây thôi à. Được rồi, như đây cũng được. Ta-da-n. Các con thấy sao? Con sẽ không bao giờ chịu bỏ cái món này vô miệng con đâu. Chúc các con vui vẻ nha. Dạ, hẹn gặp lại ba sau. Nhanh lên nào. Thôi chết, trễ giờ là mất tiêu rồi. Em đã tới giờ ăn trưa rồi. Sunny à, em sao vậy? Ba em đã làm món này. Nhưng em không ăn được.
nè các em, hãy chia sẻ bữa ăn với Sơn Ghi nha. Cảm ơn các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ bị khó tiêu nên mình sẽ không ăn đâu. Đây không phải là kim bắp bình thường đâu, là cơm rong biển cay. Một cơm rong biển đổi 3 kim bắp. Nào, mình không còn nhiều đâu. Nhanh tay, nhanh tay. Mẹ đã về rồi đi. Dã ngoại có vui không? Mẹ à, sao mẹ có thể làm vậy chứ? Mẹ có mua bánh hạt ốc chó cho tụi con đây. Mẹ ơi, mẹ là tuyệt vời đó. Tại sao các con lại như vậy? Còn có anh đây nè, rượu ngâm nhân sâm. Hứa bà xã, đi đường xa có mệt không vậy em? Khoan uống nha, chờ em một chút. Để em vô lấy chút kim chi cho anh ha. Chà, coi coi. Ê, không biết kim chi mình để ở đâu ta, ở đâu ta? Ôi không, sao có thể như vậy được? Mẹ ơi, mẹ ra ăn bánh với tụi con đây. Bà xã, lấy kim chi ra nhanh lên. Chúng tôi thật sự đang đi tới nhà của bạn ấy cha. Bạn đã phá tan tình bạn của mình. Tin tức sốt dẻo đây, lớp chúng ta sắp sửa sẽ có Bạn ấy làm sao vậy chứ? Lớp của chúng ta sẽ có chơi sơn đôn. Hãy về chỗ của em đi, nhanh lên. Dạ. Được rồi, các em hãy chú ý. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Vào lớp đi Echa, em còn chờ gì nữa? Echa à, em Echa. Em thật sự xin lỗi cô, em có một chút lo lắng nên đã đi vệ sinh, nhưng sau đó em đã đi nhầm vào lớp khác. Bạn mới này vui thiệt á. Tên của mình là Bang Echa. Các bạn đừng có cười mình vì mình đến từ nông thôn hay do cái tên của mình nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau. Tên của bạn ấy là Bang Echa hả? Echa, Echa. Trên đua đừng có cười nữa mà. Được rồi Echa, để cô xem nào. À, bây giờ em hãy xuống ngồi cạnh bạn Son Hun nha. Bạn Son Hun nè, hãy cho mình xem chung sách nha. Đây là buổi học đầu tiên nên mình chưa chuẩn bị. À được, à, đương nhiên rồi, chúng ta cùng xem nha. Bài học hôm nay từ đây hả? Nhìn hai người đó giống hệt như là mẹ với con trai vậy. Cho cha đu. Nếu mình mà vào chơi chắc chắn sẽ thua. Cái đó không thể nào nói trước được đâu. Chính xác à. Ủa, bạn chính là lớp trưởng có đúng không? Ồ, thì sao? Trời ơi, mình nghe nói ở Seoul mọi người chọn lớp trưởng qua ngoại hình. Và mình thật sự đã không nghe sai. Hả? Họ đã nói như vậy thiệt sao? À mà có chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì với mình sao? Trời ơi, nhắc tới mình mới nhớ, cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là cô giáo nói mình lấy một vài thứ ở phòng thí nghiệm khoa học, nhưng mình không biết nó ở đâu hết. À, phòng thí nghiệm hả? Đi theo mình sẽ chỉ cho bạn. Trời ơi, bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Chắc chắn bạn được bầu làm lớp trưởng là vì như vậy rồi. Bạn có thể chỉ cho mình hướng đi cũng được, làm phiền bạn quá. Trời ơi, có gì mà phiền, đây là công việc mà lớp trưởng phải làm mà. Nè cha đưa à, tính tình Echa thân thiện thiệt đó, có đúng không? Đúng là như vậy, bạn ấy vui vẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái, không giống như ai đó mà mình từng biết. Ê
tuyệt vời quá. Bạn ấy đã trở thành bạn với cả lớp chỉ trong ngày đầu bạn ấy chuyển tới thôi ạ. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Bạn ấy không thể làm bạn với tất cả được. Đây chính là sự sắp xếp. Ồ, ý của bạn là muốn nói gì hả? Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Bắt đầu với Sơn Hun, người ngồi cùng bàn, với Yun Sắc, rồi Đôn Đôn và Đan Ghi theo một thứ tự. Bạn vẫn không hiểu gì hết hả? Bạn nói gì nhờ? Mình thật sự không hiểu được. Có lẽ là bạn vẫn còn quá ngây thơ để có thể biết về những thứ chiến lược và mánh khóe đó. Như vậy chính là bạn ấy đang muốn mở rộng lãnh thổ theo hướng chiều kim đồng hồ quanh chỗ bạn ấy ngồi. Quả nhiên, mình biết chắc chắn là bạn cũng sẽ chú ý đến mà. Thật sự là như vậy sao? Oh, wow, cô gái ấy tuyệt quá. Trời ơi, có gì mà khó đâu. Những người như tụi mình nhìn qua là biết liền à. Nếu như vậy người tiếp theo sẽ là... Đúng vậy. Người tiếp theo sẽ là ai chứ? Người không hề nói chuyện trong lớp là bạn Đức Nghiêu. Đức Nghiêu không bao giờ nói chuyện trong lớp, ngoại trừ khi cô giáo đặt câu hỏi để cho bạn ấy trả lời mà thôi à. Đúng là giỏi thiệt. Cho nên ngày hôm qua mình mới như vậy. Nè Đôn Đôn, Đan Ghi, ra sân chơi với tụi mình không? Bữa nay mà không đi được rồi. Tại sao vậy? Là vì tụi mình sẽ đến nhà Echa chơi. Thì ra là vậy hả? Các bạn thân với nhau tối vậy sao? Echa nói sẽ làm cho tụi mình món mì. Sao bạn không đi chung luôn? Sao chứ? Làm món mì. Vậy thì chúng ta có nên... Chúng ta không thể tới được. Nếu không được mời mà chúng ta xuất hiện thì thật là quá thô lỗ đó. Và hơn nữa, chúng ta không phải là người bất lịch sự như vậy. Đúng không cha đưa à? Đúng là vậy ha. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Kịp rồi. Mình có thể tới sao? Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ làm vài món để cùng ăn ha. Cha đưa à. Vậy hẹn gặp bạn khi tan học nha. Hẹn gặp lại bạn nha. Gì vậy chứ? Chắc là Echa mời bạn tới nhà bạn ấy có đúng không? Thiệt là kỳ lạ. Sao bạn ấy không rủ mình ta? Đó là bởi vì bạn đã đến lớp trễ đó cha đu à. Giờ học đã bắt đầu rồi mà. Là vậy thiệt sao? Sơn Hôn à. Gì vậy sao đu? Bạn có mang theo cuốn bữa tiệc hài hước không? Bạn nói hôm nay cho mình mượn mà. Đúng là như vậy. Nhưng mình xin lỗi nha, mình đã cho Echa mượn rồi. Sao chứ? Đã cho Echa mượn rồi hả? Đúng vậy á. Mình xin lỗi Echa đu à. Hôm qua mình tới nhà Echa để ăn mì à. Dạ. Không sao đâu mà. Để lần tới mình mượn cũng được. Không sao đâu. Ê cha, hôm nay tới nhà bạn chơi nữa được không? Đúng vậy, mình không thể ngừng suy nghĩ về món mì bạn nấu cho tụi mình ngày hôm qua. Nên hôm nay mình không nghe được cái gì cô giáo nói hết. Vậy mà mình cứ tưởng món mì đó rất là bình thường. Cái gì chứ, món mì nào cũng đều giống nhau thôi mà. Thôi được rồi, mình sẽ làm mà. Mình nghĩ Echa đã quên mời bạn bởi vì có rất nhiều người. Mình có nên đến hỏi bạn ấy hay không? Thôi không cần đâu, vì dù sao mình cũng là người con gái rất tự trọng. Mình không sao hết, bạn cứ đi đi ha. Đúng rồi đó Minchi à, nói bạn ấy rủ mình đi đi. Mình xin lỗi cha đúng Ôi thiệt là bạn ấy quá nhẫn tâm. Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Cha đương, bạn không được Echa mời có đúng không? Hả? Đúng rồi, bạn ấy không có mời mình đó. Còn bạn thì sao chứ? Không thể nào tin được. Tại sao bạn ấy lại không chịu mời mình chứ? Thiệt là mắc cười. Tức quá. Nhưng mà bạn không thắc mắc sao Cha đương? Hả? Sao Echa không mời chỉ duy nhất có hai đứa mình thôi? Để mình nghĩ thử coi. Được, chúng ta hãy đi theo và tìm hiểu xem. Thôi thôi, không cần đâu.
thật vậy sao? Nếu vậy thì mình sẽ đi một mình. Nghe nói bạn ấy làm mì rất là ngon. Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Vì sự hấp dẫn của món mì, bạn ấy có thể làm mọi thứ. Ở đằng kia kìa, nhanh lên, nhanh lên. À, hả? Hả? Sao họ có thể ăn như vậy được? Nếu các bạn muốn biết thì xin mời vào trong. Shadow à, bạn đến rồi sao? Anh ơi cũng đến hả? Thật vui quá. Mình biết là các bạn sẽ đến nên nói nhiều hơn một chút. Hả? Bạn biết tụi mình tới sao? Đúng vậy, mình thấy hai bạn rất muốn tới cho nên mình không cần phải mời. Hai bạn đừng có giận mình nha. Nhà mình nấu nhiều mì lắm. Hai bạn cứ ăn thật thoải mái, không cần phải ngại đâu. Nhìn nó cũng giống như món mì bình thường thôi mà. Mình đến đây không phải vì muốn ăn mì đâu nha. Cái gì? Sao mà thơm vậy? Ngửi mùi mì, mình không thể dừng tay lại được. Mùi vị này. Bà ơi bà. Mùi vị này giống mì bà đã từng làm cho mình ăn. Bà ơi bà. Trời Charu, bạn chờ gì nữa? Sao không dùng thử đây? Được rồi, mình ăn liền. Nhưng mà bà của mình thật sự không thể nào nấu được món mì này đâu. Cái mùi vị này. Mỗi một sợi mì giống như là đang sống dậy và bồng bềnh như làn sóng đó. Và nước súp của món mì không quá cay cũng không quá mặn. Nó thật sự quá hoàn hảo luôn. Mình chưa từng được ăn món mì nào giống như vậy trước đây. Ê cha à, mình có thể ở lại ăn tối có được không hả? Cha đu à, thôi đi mà. Thôi được rồi, lần khác mình sẽ nấu mì cho bạn, chịu không? Bạn đã hứa rồi đó. Tạm biệt các bạn. Không biết mình có nên làm món nước sốt mì thật đặc biệt không vậy ta? Ai, để cô xem. Yun Sok nè, Don Don nè, Min Chi, và còn có Cha Du nữa. Đừng mà. Được rồi, những bạn cô vừa đọc tên vui lòng mang một trong những cây ở đây về nhà và chăm sóc suốt kỳ nghỉ. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ nha. À, kỳ nghỉ hè. Tại sao lại là mình chứ? Thiệt là phiền phức. Chà, cây mình nhận được là thảo mộc. Nghe nói cái này có thể ăn được đúng không? Cũng hay là cái cây của mình nhỏ xíu à. Minchi à, sao bạn có thể nói như vậy trước mặt của mình chứ? Bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Mà cũng không biết ai lại mang cái cây bự như vậy tới lớp nữa. Cái cây đó là do mình mang lên. Nó được gọi là hoa màng màng. Để có thể chăm sóc được nó thì phải rất tỉ mỉ và tinh tế. Chadu à, làm khó bạn rồi. Thôi à, bạn nói câu đó có nghĩa là gì hả? Thỉnh thoảng mình sẽ ghé qua để kiểm tra xem cây còn sống tốt hay không đó nha. Được rồi, chào bạn, chúc bạn nghỉ hè vui vẻ. Các bạn cũng nghĩ là mình không tỉ mỉ và tinh tế hả? Tại sao lại không trả lời mình? Nghỉ hè vui vẻ nha, tạm biệt. Tụi trường gặp lại nha. Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mình nhất định phải chơi hết tình mới được. Chán quá đi, chán quá. Chán quá đi à. Phải làm sao đây? Nghỉ
nghỉ hè mà không có gì để làm thiệt là chán. Hả? Alo, Shadow nghe. À, Shadow hả? Anh Huy nè, mình gọi để kiểm tra cây hoa màng màng của mình thôi mà. À, nè, hôm nay là ngày đầu tiên, mình mới mang cái cây về thôi nên nó còn tốt lắm. Cúp máy đi. Bạn ấy khiến cho mình khó chịu quá đi vậy. Mùi gì đâu mà kỳ cục. Ừ? Phong cảnh ở đây rất... Jenna, tôi muốn nói dưới tên cầu lý. Mẹ ơi, làm sao để chăm sóc cho một cây hoa? Một cái cây phải nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và phải chịu đựng mưa gió thì mới có thể phát triển. Thì không hả mẹ? Vậy con nên mang cái cây này ra ngoài để hả? Con cứ làm như vậy đi, thiên nhiên sẽ giúp cho hoa nở và cây cối tự do phát triển thôi hà. À, thì ra là như vậy. Mình sẽ để cho nó được tự do phát triển. Nghỉ hè mà không được đi chơi cái gì hết á. Trời ơi, à, nóng quá đi, nóng quá. Alo, Shadow nghe. Shadow hả? Anh Huy nè, cây hoa màng màng của mình sao rồi? Trời ơi, nóng quá, cúp đây. Nóng quá à. Thôi chết rồi, lấy cây hoa màng màng. Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, mẹ kêu con đặt nó ở ngoài trời để cho nó héo queo luôn rồi. Trời không lấy một giọt mưa thì tất nhiên là nó phải héo rồi. Nhưng mà mẹ đã nói là thiên nhiên sẽ chăm sóc cho nó kia mà. Con đừng có ở đó mà hỏi mẹ nữa, mà hãy đi hỏi thiên nhiên đó con à. Mình đúng là bất cẩn quá đi. Không thể để cho nó chết như vậy được. Bạn không đủ tỉ mỉ và tinh tế để chăm sóc cho cây hoa này đâu. Coi cô, bạn Shadow đã làm chết cây hoa màng màng của em rồi. Thật sao? Con bé đã làm như vậy à? Đúng là thiếu tinh tế. Nè, không đâu, chuyện đó không thể xảy ra được. Hoa màng màng nè, làm ơn đừng có chết trên tay của tao. Nhà Shadow xin nghe đây. Ai ở đầu dây vậy? Mình đây. Cây hoa màng màng của mình sao rồi? Dạ xin chào, đây là nhà của Shadow. Là mình anh Huy đây. Dạ xin chào, đây là nhà của Shadow. Tôi biết bạn đang có một cây hoa màng màng. Giờ nó sao rồi? Nói cho mình nghe đi. Anh Huy hả? Đủ rồi đó. Cái gì? Sao bạn biết được chứ? Hay lắm, chơi Shadow. Đây là cách bạn muốn chơi đúng không? Mình không còn lựa chọn nào khác. Ngày nào cũng tưới nước mà sao vẫn không cải thiện gì hết. Cái cây này đúng là làm mình bực bội ghê. Tao tưới nước cho mày nên mày phải sống đó. Ủa? Xin hỏi là ai vậy? Tôi tới để thu tiền sữa. Nhưng mà hôm nay ba mẹ của con đi vắng rồi chú ơi. Chú có thể quay lại. Chào bạn, bạn khỏe không cho Shadow được? Bạn là người đi giao sữa hả? Trời, đừng có nói nhảm như vậy chứ. Mình nhờ chú ấy giúp, vì nếu không bạn đâu có chịu mở cửa cho mình đâu. Vậy bạn tới đây để làm gì vậy? Tất nhiên mình tới để kiểm tra cây hoa màng màng của mình rồi, chứ làm cái gì nữa. Mình theo nhà chút xíu ha. Không được đâu. Thật ra ý của mình là ba mẹ của mình dặn là nếu đang ở nhà một mình thì không được để cho người lạ vào nhà, nhất là người giao sữa đó. Mình không phải là người giao sữa.
Sao tự nhiên đổ mưa vậy chứ? Mình lại không có mang theo dù. Thôi nha, mình phải lấy đồ phơi cho mẹ của mình đây. Tạm biệt. Nè, chơi cho đâu. Lần này thoát nạn rồi. Nó sống lại rồi kìa. Quang ô, Quang ô, vui quá. Sao trong suốt kỳ nghỉ mà mưa chỉ có một lần thôi vậy? Trời nóng quá à. Đang mệt mà còn phải đi tưới cây nữa. Nè, Mimi à, em với Barbie có thể đi tưới cây giúp cho chị có được không? Em cũng nóng chứ bộ. Em có thể tưởng tượng như là mình đang chơi nghịch nước vậy đó, Mimi. Hả? À, đúng rồi ha. Chúng ta có thể chơi mà đúng không? Đúng đó, mau ra sân đi. Cho này vui quá chừng luôn. Chị có chơi xuống nước lớn nhất thế giới. Cho em thử, cho em thử với. Thỉnh thoảng mấy đứa em của mình cũng có ít ghê đó. Bây giờ còn phải tranh thủ làm cho xong đống bài tập về nhà nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Mấy đứa để làm gì vậy hả? Mỗi ngày có tưới nước không vậy? Ngày nào chơi nghịch nước tụi em cũng tưới cho nó hết mà. Em nữa, em cũng vậy đó. Vậy thì tại sao cái cây lại chết khô như vậy chứ? Chị không biết đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Bây giờ chị biết phải làm sao với nó đây? Chào mừng các em đã quay trở lại lớp học sau một kỳ nghỉ khá dài. Từ ngày mai sẽ bắt đầu học kỳ 2. Các em phải cố gắng hết mình đó nha. Đúng rồi, còn một chuyện này nữa. Các bạn hãy mang cây lên đây cho cô. Hả? Chuyện này không hay chút nào. Những bạn đã mang cây về trong kỳ nghỉ vừa rồi, có ai đem theo cây hay không? Mình nhất định phải nói sự thật với cô giáo. Dù nó có biến thành trò cười cũng mặc kệ. Tốt nhất là mình nên nói ngay bây giờ. Can đảm lên cha đua à. Phải nhanh nhanh lên mới được. Dạ cô ơi, em muốn nói. Có chuyện gì hả Dương Sức? Dạ thưa cô, cái cây mẹ mang về đã bị héo và chết rồi. Hả? Có thiệt không vậy? Cô ơi, cây thảo mộc mà em mang về cũng chết luôn rồi. Hả? Em xin lỗi cô. Cô biết mà, đành chịu thôi. Thời tiết năm nay thực sự quá nóng và khô hạn. Chúng ta không thể làm bất cứ gì để can thiệp vào tự nhiên cả. Thôi được rồi, từ ngày mai các em sẽ bắt đầu vất vả rồi đây. Nhưng hôm nay chúng ta đều sẽ được về nhà sớm, chịu không? Đúng là giải thoát mà. Các bạn đúng là bạn tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng tựa vào nhau mãi mãi. Bạn làm cái gì vậy? Shadow, cổ mình đau quá. Nói như vậy là cây hoa màng màng chết rồi có đúng không? Biết ngay là sẽ vậy mà. Tới giờ rồi, cùng chơi nước thôi. Barbie à, cây của chị con chết rồi, cho nên bây giờ không cần chơi nước nữa đâu. Không được, không được, con còn muốn chơi nữa mà. Ôi, không hiểu nổi. Mấy đứa nhỏ tưới nước cho cái cây mỗi ngày thì làm sao nó chết được chứ. Cây ơi, hãy uống nhiều nước nha. Barbie à, con tưới cây bằng cái nước đó hả? Con cho nó uống nhiều nước lắm. Ngày nào cũng uống luôn. Cha đù mà biết cái cây chết thảm vậy chắc nó buồn. Sha-la-la-la-la-la, oh, 내 가슴 속 가득 채운
줄 거야.